Chiều nay tại thành phố Ninh Bình, tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình tổ chức khai mạc trại sáng tác văn học với chủ đề Chiến tranh cách mạng người lính, đất và người Ninh Bình. Tới sự có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, đại diện Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, một số tạp chí, Sở Văn hóa Thể thao cùng 25 nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc trại sáng tác văn học tại Ninh Bình diễn ra thành công tốt đẹp, tạo điều kiện cho các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình trong và ngoài quân đội đi thâm nhập thực tế, giao lưu gặp gỡ, tìm kiếm chất liệu và cảm hứng sáng tác. Qua đó bổ sung những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, giàu tính hiện thực nhằm nâng cao chất lượng tin bài của tạp chí Văn nghệ Quân đội, đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng cao của bộ đội nói riêng và bạn đọc nói chung. Tỉnh Ninh Bình mong muốn và tin tưởng rằng trong thời gian tới, đất và người nơi đây sẽ có những tương tác tích cực với các nhà văn, nhà thơ để các tác giả có được những cảm xúc tốt đẹp về vùng đất cố đô lịch sử, nơi khơi nguồn cho nền độc lập tự cường của dân tộc Việt Nam. Từ đó có những sáng tạo nghệ thuật giá trị, góp phần quảng bá rộng khắp hình ảnh Ninh Bình, giàu truyền thống lịch sử, văn hiến, ghi lại những bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển đi lên của địa phương trong dòng mạch chung của đất nước. Trại sáng tác văn học Chiến tranh cách mạng người lính, đất và người Ninh Bình năm 2022 diễn ra trong nửa tháng với chủ đề về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng. Người lính hôm nay hết mình với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác lao động sản xuất, ca ngợi đất và người cố đô với chiều sâu của lịch sử, văn hóa và những cống hiến đóng góp của Ninh Bình trong sự phát triển của đất nước hôm nay. Đây là nơi các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học trao đổi kinh nghiệm sáng tác và có những trải nghiệm thực tế để mang đời sống vào tác phẩm một cách sinh động và nghệ thuật, đồng thời là nơi bồi dưỡng phát hiện các cây bút trẻ.